Chào các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau làm món bánh rán. Trước hết, các bạn hãy cùng tôi, chúng ta chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết để làm món bánh rán. Nguyên liệu gồm có bột mì, đường, đậu xanh và dầu rán. Đầu tiên, chúng ta cho bột vào bát. Sau đó, ta đổ nước vào bột. Các bạn lưu ý, không đổ nhiều nước một lúc, mà chúng ta đổ nước từ từ, rồi ngoáy đều cho đến khi thấy bột đủ độ dẻo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nhân bánh. Đậu xanh các bạn đổ chín rồi rã nhuyễn, trộn với đường. Sau đó chúng ta nắm thành những nắm thật nhỏ như thế này. Nào các bạn, bây giờ chúng ta hãy cùng nặn những chiếc bánh rán nhé. Cho dầu trong chảo sôi, chúng ta thả bánh vào để nhỏ lửa vừa đủ để bánh chín vàng. Nếu muốn bánh có hương vị thơm ngon hơn, chúng ta rắc một ít vừng lên bánh. Bây giờ chúng ta đã có những chiếc bánh trông thật hấp dẫn. Chà, thơm ngon quá. Chúc các bạn thành công và sẽ có những chiếc bánh rán thật thơm và ngon. Tuyệt quá, các bạn mình phải làm thử ngay mới được. Đến công đoạn nào rồi nhỉ? Tiếp theo là cho dầu vào chảo. La 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 la. Xong. Mùi gì thơm thế nhỉ? La 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 la. Thành công rồi. Ôi tuyệt quá, mình phải thử ngay mới được. Mình quên mất. Không hiểu là chiếc bánh biến đi đâu mất ý nhỉ? Chắc chỉ ở gần đây thôi. Thủ phạm đây rồi. Ê,
Quái nhỉ, khi vừa nhìn thấy cả hội ở đây cơ mà.
Cứu tôi với! Cứu tôi với các bạn ơi! Cậu đã chừa cái thói đi dọa người khác chưa? Các cậu làm tớ sợ gần ngất. Tớ hứa sẽ không đùa những trò như thế này nữa. Chúng mình cùng chơi bóng nào. Cùng nhau hát chung bài ca về tháng năm tuổi thơ tươi đẹp, chuyện vui của Lu và Bun nên ngây thơ hồn nhiên trong sáng. Năm tay tung tăng đồ vui cùng bạn bè khắp châu nơi nơi, cỏ cây sắc muôn ngàn hoa, ong bướm luận vui cùng hát ca. Thank you.
Cậu phải giải được câu đố này đã. Trong xa tưởng là mèo, lại gần hóa là chim. Ban ngày ngủ lim dim,
ban đêm đình bắt chuột là con gì? Là con cú mèo. Đúng rồi, cậu cũng thông minh ra phết nhỉ. Yeah. Giờ chúng mình cùng chơi nhé. Lâu ơi, ở đây cơ mà. Quá, quả ngon quá. Bên đây nè Lâu. Cậu chỉ được cái tham ăn. Chúng mình cùng chơi ghép hình nhé. Cậu nhìn tớ làm này. Tớ đói bụng quá, để tớ xoay nốt con cú mèo của cậu nha. Ôi ôi, không được. Đầu thằng ăn, chết rồi. Cùng nhau hát chung bài ca về tháng năm tuổi thơ tươi đẹp. Chuyện vui của Lu và Bun nên ngây thơ hồn nhiên trong sáng. Nắm tay tung tăng đôi vui cùng bạn bè khắp châu nơi nơi. Cỏ cây sắc muôn ngàn hoa, ong bướm luận vui cùng hát ca. Ta yêu tháng năm tươi hoa, ta bạn bè ôi thắm đến hương. Yêu sao thế giới thương yên, bao điều là chưa ta khám phá. Chung vui với đôi bạn ta, rất tinh nghịch nhưng thật đáng yêu. Lòng lành những tiếng cười trong trẻo, đẹp mãi trong ta. Bay trên mây thật tuyệt Bun nhỉ. Chúng mình sẽ có dịp đi thăm hành tinh quả bạn Lu nhỉ. Cảm ơn món quà của cậu bé hành tinh quả. Hoa băng cho chúng ta đôi cánh tuyệt thật. Ừ. Đúng, cậu bắt được tớ đấy. Cứ chờ đó xem con chạy đi đâu. Ah!
Cảm ơn Hoa Băng nha. Chúng mình bay thám hiểm tiếp nào luôn. Bay nào. Thích quá. Cùng nhau hát chung bài ca về tháng năm tuổi thơ tươi đẹp, chuyện vui của Lu và Bun nên ngây thơ hồn nhiên trong sáng. Năm tay tung tăng đồ vui cùng bạn bè khắp châu nơi nơi, cỏ cây sắc muôn ngàn hoa, ong bướm luận vui cùng hát ca. Ta yêu tháng năm tuổi thơ, ta bạn bè ôi thắm hết hương, yêu sao thế giới thần tiên, bao điều là chưa ta khám phá. Chung vui với đôi bạn thân, rất tinh nghịch nhưng thật đáng yêu, lòng lành những tiếng cười trong trẻo, đẹp mãi trong chúng mũi mình vậy. Cậu thật là quá đáng. Châu nơi nơi, cỏ cây sắc muôn ngàn hoa, ong bướm luận vui
và đạt cúp mới được. Chào mừng các bạn đã đến với hội thi những quả bí ngô to nhất. Còn đây là Lu, anh có phải là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay? Có điều gì bất ngờ xảy ra không? Và trời, không thể tin được, quả bí ngô của Lu là 50 cân! Vậy là chức vô địch năm nay đã tìm được chủ mới, úp thuộc về Lu! Hả? Có chuyện gì đang xảy ra với quả bí ngô của Lu vậy? Trời! Một sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Và bây giờ chức vô địch đã thuộc
thuộc về họ.
Tôi đã hoàn rồi.